Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên trưởng lão hòa thượng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ chùa Phật Bảo, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các con tu sinh trong khóa tu mùa hè lần thứ 5 năm 2019, chủ đề ươm mầm trí tuệ tại chùa Kim Linh. Kính thưa tất cả các bạn tình nguyện viên và quý Phật tử, trong suốt mấy mươi năm liền, có một vị trưởng lão hòa thượng với đức hạnh viên dung, dấu chân hoằng pháp, đem đuốc tuệ từ bi trang rải khắp chúng sinh muôn nơi, không những ở các vùng miền trên quê hương Việt Nam, mà bước chân vân du hoằng pháp của người đi các châu lục khác trên thế giới. Đặc biệt trong công cuộc đào tạo tăng tài, đào tạo thế hệ kế thừa hàng tăng ni, những rường cột của Phật pháp đủ khả năng du phương giáo hóa ở khắp nơi, con số tăng ni mà người đã đào tạo lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn người hiện đang làm Phật sự và hoằng dương chánh pháp ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Và hôm nay đây cũng bước chân an lạc, đức từ bi cao cả của người vì hàng hậu học, đặc biệt là đối với giới trẻ Phật giáo có tâm hướng Phật, các cháu thanh thiếu niên đã cùng nhau câu hỏi về tại chùa Kim Linh tham dự khóa tu mùa hè với chủ đề ươm mầm trí tuệ lần thứ 5, đã được đầy đủ phước duyên cung đón gót chân an lạc của hòa thượng đã quang lâm, mà vì tất cả các tu sinh trong khóa tu khai đạo để cho các cháu tu sinh được thấm nhuần giáo lý Phật Đà để đi trên con đường đạo đức, chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc đời của mình. Vì đức cao vọng trọng ấy không ai khác hơn. Và trong giờ phút trang nghiêm này, xin thay mặt cho ban tổ chức khóa tu và thay lời cho chư tăng đạo tràng chùa Kim Linh, thị trấn Chợ Gạo, giới thiệu đến tất cả các con tu sinh ngày hôm nay chính là trưởng lão hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tất cả các con hãy đồng cung nghinh hòa thượng bằng một tràng pháo hoa thật trang nghiêm và thành kính. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch trên trưởng lão hòa thượng, và giờ phút này đây đạo tràng chúng con 200 các bạn tu sinh đang lắng lòng để được lắng nghe lời khai đạo của hòa thượng. Và sau lời khai đạo, các cháu một lòng thành kính thiết tha được lãnh thụ tam quy giới pháp, ngưỡng mong trên hòa thượng từ bi mẫn cố. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể chư tôn đức tại bổn tự, các cháu tình nguyện viên
và các cháu tu sinh thương mến. Hôm nay nhân cái khóa tu mùa hè lần thứ 5 được tổ chức tại chùa Kim Linh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, với sự tham dự của khoảng 200 các cháu. Con số này nói lên được cái nguyện vọng tha thiết của các bậc phụ huynh và các cháu, là muốn các cháu nhân cơ hội này tiếp xúc và học tập để rồi thực hiện trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó do ban tổ chức mà các cháu rèn luyện để sau này trở thành một con người, đúng nghĩa là một con người có lợi ích cho chính bản thân mình, gia đình mình và gián tiếp lợi ích cho xã hội. Qua cái nhân cách đó được trui rèn, được học tập, được tiếp cận ở nơi đạo tràng thanh tịnh chùa Kim Linh tại đây. Và sự trui rèn đó các cháu đã qua 5 lần, tức là 5 khóa, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng để các cháu được trở về với mái ấm gia đình, với tình thương của cha mẹ. Thì trong cái thời gian qua, Thầy thấy rằng hôm nay mà các cháu được hiện diện đông đủ với cái số lượng như thế này thì phải nói rằng cái sự phấn đấu của các cháu rất là tốt, và cái nếp sống của các cháu cũng rất là đẹp. Nó đẹp ở cái hình thức thôi sao, mà nó còn đẹp ở cái bên trong nội dung, đó là tâm hồn. Tuy rằng trong cái thời gian qua đó, các cháu cũng vẫn sinh hoạt có một phần nào đó sự chỉ dẫn của các tôn đức ở đây, chư tôn đức ở đây, để các cháu có một cái nếp sống gần với đạo và thân thiện với đạo Phật. Rồi từ đó đó mới thấm nhuần và rèn luyện được cái nhân cách của các cháu. Mà cái nhân cách này không phải một sớm một chiều, mà không phải chúng ta ý thức là được, mà phải luôn luôn phấn đấu. Bởi vì ở xã hội đó, tuy rằng mình thấy cái bức tranh xã hội nó là toàn diện, còn chúng ta sống thì chỉ có một vài phương diện nào đó nó phù hợp với mình thôi, chứ còn mình không có sống đa diện được. Nói như vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự điều tiết, mà điều tiết đó tức là sự cân bằng hệ sinh thái giữa môi sinh của chúng ta, tức là sự sống của chúng ta, và môi trường xung quanh, tức là vạn vật ở xung quanh chúng ta. Cần có một cái sự gọi là cân bằng hệ sinh thái. Cân bằng đó là do cái ý thức của chúng ta. Chúng ta thực hiện những lời Phật dạy, để rồi chúng ta sống có một cái nhân cách tốt, và chính nhân cách tốt đó tạo cho chúng ta một sự cân bằng hệ sinh thái. Có nghĩa là cân bằng giữa sự sống của chúng ta và vạn vật trong vũ trụ này, trong xã hội này. Và hôm nay đó, các cháu ý thức được, không biết được bao nhiêu, nhưng mà cũng đã ý thức được, và yêu cầu có một cái buổi lễ gọi là quy y Tam Bảo. Vì vậy mà các cháu cần phải hiểu thế nào là quy y, thế nào là Tam Bảo, tại sao chúng ta phải quy y Tam Bảo. Đó, bây giờ Thầy nói rộng ra để các cháu dễ nhận thức. Quy y
đúng theo thuật ngữ đó, chữ quy, chữ y, gọi là quy y. Mà quy y cái nghĩa đó là nghĩa chữ Hán, nghĩa cái việc của chúng ta đó. Quy là trở về, là trở lại, quay trở lại. Y là nương theo, nương tựa. Có nghĩa là chúng ta đổi hướng, đổi hướng nhận thức của chúng ta, đổi hướng cuộc đời, sự sống của chúng ta. Chúng ta quay trở lại, nương tựa. Đó, có nghĩa là quy y. Mà nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng, gọi là Tam Bảo. Phật là gì? Phật nói về lịch sử thì là một vị được sinh ra tại đất nước Ấn Độ và tu hành đắc đạo, người ta gọi đó là Phật. Nhưng mà đắc đạo đây là đắc cái gì? Tức là đắc, tức là được, chữ đắc có nghĩa là được. Ngài được cái gì? Được một sự sống hoàn hảo, được một sự hóa độ giúp đỡ mọi người hoàn hảo. Đó gọi là viên mãn. Những thuật ngữ trong Phật giáo ta gọi là viên mãn. Mình nói ở ngoài xã hội gọi là hoàn hảo. Rồi cái việc Ngài sống và Ngài giúp đỡ mọi người, nó được hoàn hảo cho tới ngày tịch diệt, tức là ngày trở lại với Niết Bàn. Nói một cách đơn giản là ngày mất đi, nhưng thực ra ngày không mất. Thì qua đó chúng ta thấy Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại và hoàn thiện, tức là viên mãn, tức là tròn đầy, để giúp đỡ chúng ta, giáo dục chúng ta, chứ không phải là một ông thần, ông thánh gì đó mà ban cho chúng ta phước rồi thế này thế nọ thế kia, ban ơn giáng họa người này người đó. Không có, Đức Phật không phải là một ông thần như vậy, mà Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại, chân chính vĩ đại, và nhân cách sống của Ngài tròn đầy, và sự hóa độ của Ngài, sự giáo dục của Ngài cũng tròn đầy. Đó, cho nên người ta tôn Ngài là vị giáo chủ. Giáo tức là dạy dỗ đó, một vị giáo dục đó. Chủ là có nghĩa là một vị lớn nhất, một vị độc nhất. Chỉ có một vị đó là Đức Phật Sakyamuni ở tại Ấn Độ, tức là Thích Ca Mâu Ni. Mình đọc âm đó, đúng ra tiếng Ấn Độ gọi là Sakyamuni, mà đọc theo cái người Hoa người ta dịch âm là Thích Ca Mâu Ni. Còn chúng ta thì bây giờ thêm chữ là Bổn Sư. Bổn Sư tức là vị thầy giáo đó. Sư có nghĩa là thầy đó. Một vị thầy gốc, một vị thầy căn bản, một vị thầy độc nhất để giáo dục chúng ta. Pháp là gì? Pháp là những lời dạy của Đức Phật, những lời giáo dục của Đức Phật được truyền chép lại trong kinh sách, ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển, thì gọi đó là Pháp, là những lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy đó là những lời giáo dục để cải hóa con người. Những lời giáo dục đó mang tính chất cải hóa con người, giúp con người từ cái chỗ khổ đau và không sáng suốt, rồi hành động cũng không sáng suốt, ngôn từ không sáng suốt, đưa tới hệ lụy khổ đau. Vì vậy cái giáo pháp đó được gọi là chân lý để giải tỏa những cái khổ đau đó. Cái tác dụng của chân lý đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên chúng ta quy y Phật rồi quy y Pháp, có nghĩa là chúng ta quay trở lại sống với niềm tin Đức Phật và sống với lời dạy của Đức Phật, là chân lý đó. Và cuối cùng là quy y Tăng. Tăng là những người
những vị xuất gia tu theo Phật từ 4 vị trở lên. Đây gọi là tăng, tức là số đông 4 vị trở lên thì mới gọi là tăng. Tăng là những vị xuất gia tu theo Phật, mà tu theo Phật thì phải làm đúng theo Phật. Những vị tăng phải làm đúng theo lời Phật dạy. Làm đúng theo lời Phật dạy là những vị tăng đó có đời sống đạo đức cao thượng. Cái đó là cái căn bản đó. Vị tăng đó phải có đời sống đạo đức cao thượng. Mà cái đạo đức đó là phải, vị tăng đó phải thực hành giới luật, thực hành sự rèn luyện tâm ý của mình để chuyển hóa thành thanh tịnh. Và vị tăng đó, ngoài hai điều yếu tố đó, còn phải có một cái yếu tố thứ ba nữa là trí tuệ, là prajna paramita. Trí tuệ đó là trí tuệ giải thoát, chứ không phải trí tuệ mà chúng ta cấp sách tới trường. Chúng ta cấp sách tới trường tiếp thu tinh hoa tư tưởng của nhân loại là chúng ta làm giàu cái kiến thức của mình thôi. Và cái kiến thức đó, cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ thế nhân, trí tuệ mà con người sống ở xã hội. Trí tuệ đó cũng giúp ích cho con người, cũng giải khổ được một phần khổ đau của con người, tạo sự sống cho con người có vị trí trong xã hội và có một cái đời sống kinh tế an lạc. Tuy nhiên, trí tuệ đó không giải thoát chúng ta được. Bởi vì trí tuệ đó, nó còn có tham sân si ở trong đó. Thành ra trí tuệ đó chỉ là kiến thức, là tri thức. Dù cho chúng ta có học tập uyên bác tới cỡ nào, có học hàm học vị tới cỡ nào, thì trí tuệ đó cũng chỉ là thế nhân mà thôi, thế nhân thôi. Không thực sự giải thoát chúng ta được. Và nói đến đây là chúng ta phải học tập, chư tăng phải có cái trí tuệ mà Đức Phật dạy trong kinh điển đó, là tuệ giải thoát, gọi là prajna paramita, trí tuệ viên mãn. Và ở đây đó, ươm mầm tương lai đó là lý tưởng trí tuệ. Và trí tuệ ở đây cần phải nhấn mạnh là trí tuệ prajna paramita, chứ không phải trí tuệ thế gian. Các cháu đến đây để gieo nhân, nhân lành, nhân tốt, và học tập để rèn luyện, để sau này các cháu đi lần nghiên cứu, học tập và ứng dụng, để đi lần tới các cháu là hiểu, nhận thức ra được và sống được với trí tuệ giải thoát đó, trí tuệ Phật dạy trong kinh điển, chứ không phải trí tuệ mà chúng ta cấp sách tới trường. Chúng ta cấp sách tới trường nó gọi là trí tuệ thế gian, là tri thức, là tri kiến, chứ không phải trí tuệ giải thoát. Ta nên nhớ cái điều đó. Và ươm mầm trí tuệ đây đó là ươm mầm cái trí tuệ giải thoát của các cháu. Và chư tăng phải sống với trí tuệ đó. Nếu mà chư tăng nào không sống với đạo đức Phật dạy, tức là giới luật, thứ hai là sự thanh tịnh của trong sạch và yên lặng của nội tâm, thứ ba trí tuệ sáng suốt, trí tuệ giải thoát, nếu tăng nào mà không sống với những điều kiện đó thì là một sự khiếm khuyết vô cùng to lớn. Còn vị tăng nào mà sống được như vậy là có một đời sống phạm hạnh cao thượng, xứng đáng để mọi người tôn kính. Nói một cách đơn giản là như thế. Như vậy thì chúng ta đã ý thức được thế nào là Phật, thế nào là Pháp và thế nào là tăng. Như vậy thì quy y Tam Bảo,
có nghĩa là mình ý thức được Phật Pháp Tăng rồi mình quay trở lại, tức là mình chuyển hướng nhận thức của mình và sự sống, đời sống của mình quay trở lại theo, thực hành theo Tam Bảo, theo lời dạy của Đức Phật, nếp sống mà mình sống đúng theo kinh điển và sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng Ni, ví dụ như thế. Mà Chư Tôn Đức phải là bậc mà có đầy đủ giới định huệ, tức là có nhân cách đạo đức, có tâm hồn trong sáng và có trí huệ tuyệt vời sáng suốt. Có như vậy thì hướng dẫn chúng ta tránh được cái điều ác, làm được cái việc lành và đi lần tới chỗ giữ gìn tâm ý mình được trong sáng, trong sạch, yên lặng, tức là thanh tịnh. Đó là lý tưởng mà các cháu cần phải hiểu và cần phải sống. Cho nên nếu mình sống được như vậy đó, cái sự ích lợi ngay bản thân mình đã đành rồi. Tức là mình trở thành một cái con người lương thiện, hiền hòa, khả ái, đạo đức. Tức là đời sống của mình không có những cái tác nhân xấu. Không có những tác nhân xấu thì sau này mình không có kết quả xấu ác. Và cái thứ hai nữa đó, gia đình mình sẽ được hưởng, gọi là cộng hưởng những cái điều mà mình, do mình ứng dụng lời Phật dạy, mình sống một cái nếp sống gọi là có cái nhân cách tốt đối với mọi người, thì gia đình cũng được cộng hưởng. Và nhất, nếu mà chúng ta không có một cái nếp sống như vậy đó, một nếp sống mà cao thượng, có nhân cách tốt như vậy đó, thì gia đình mình cũng sẽ bất hòa với nhau, không có hòa thuận. Không hòa thuận thì không có sự yên vui. Mà không có sự yên vui đó thì kéo dài mãi thì không biết chừng nào mà nó chấm dứt được. Bây giờ ngay từ đầu chúng ta ý thức được chúng ta phải sống một cái đời sống có nhân cách tốt đối với tự thân và đối với gia đình, thì gia đình cũng sẽ được cộng hưởng. Thì đó là một cái điều an lạc, gọi là cộng hưởng. Rồi kế tiếp nữa, xã hội, mình sống một con người mà hiền từ, nhân hậu đó, một con người hiền từ, nhân hậu, thương yêu mọi người, thì cái xã hội đó người ta thấy mình làm sao? Người ta trọng mình, người ta thương mình. Chứ chưa nói là kính nha. Đây ta trọng thôi, ta tôn trọng thôi, và người ta thương. Thì như thế chúng ta thấy từ bản thân mình, gia đình mình và xã hội xung quanh mình, người ta thương mình, ta trọng mình. Chỉ nhờ có một cái cách duy nhất mà mình, chúng ta thực tập lời Phật dạy để sống một cái đời sống có cái nhân cách tốt. Khi mà mình quy y là mình trở lại với nhân cách đạo đức đó, đạo đức Phật dạy đó, thì cả một cái xã hội mà được như vậy đó thì là một cái sự cộng hưởng rất là to lớn. Tuy nhiên nói thì trên lý thuyết rất là nhiều, mà các cháu ở đây thì trình độ không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng nhất và trình độ hiểu biết cũng không đồng nhất. Thật ra nói thì thầy chỉ nói chung chung thôi nha, chứ còn nói chi tiết để cho các cháu mà hiểu đó, hiểu rõ đó, thì đôi khi nó cũng sinh ra nhàm chán. Mong rằng các cháu cố gắng nha, cố gắng tập trung tư tưởng lại để nghe thầy nói. Chứ còn thấy các cháu nãy giờ đó im lặng được như thế này là quá tốt.
Rồi bây giờ Thầy nói tiếp nha. Quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta định hướng lại, nhận thức lại, trở lại với đời sống đạo đức Phật dạy, nương tựa vào Phật Pháp Tăng để sống có một cái đời sống tốt đẹp bằng cái nhân cách đạo đức tốt của mình, để làm ích lợi cho gia đình mình, ích lợi cho xã hội của mình. Đó là cái lợi ích mà có thể nói là rất là thiết thực. Nói ví dụ như hồi các cháu không biết ở nhà thì như thế nào, nhưng mà khi vào đây rồi, quy y rồi trở về nhà thì sống cha mẹ với anh chị em, mình sống cái gì cũng rất là hiền hòa, rồi cũng rất là khả ái. Thì gia đình có thể nói là à, thấy con cháu mình đi vào chùa có mấy ngày về mà nó thay đổi cái cách sống, nó có cái nhân cách tốt đó, thì gia đình rất là vui, rất là vui. Còn hồi mình chưa đi vào, chưa ý thức được, chưa đi vào chùa, chưa ý thức được lời Phật dạy, lời chư Tôn Đức ở đây dạy, về thì mình sống một cái đời sống mà gọi là sống theo cái bản năng của mình á. Đó, vui thì mình hét lên, la lên, buồn thì mình cũng rầu rĩ, thí dụ vậy đó. Vui buồn, mừng giận gì đó, nó thể hiện đầy đủ hết. Nhưng mà khi vào chùa rồi, trở về nhà, sống một cái đời sống mà có cái nhân cách tốt á, thì cũng không vui, cũng không buồn giận, đại khái vậy, sống bình thản, thì gia đình rất là mừng. Bởi vì mình thay đổi cái nếp sống rồi. Và thay đổi nếp sống đó, nó ảnh hưởng tới cái sự sống toàn gia đình và xã hội, gọi là môi sinh ảnh hưởng tới môi trường, và môi trường cũng ảnh hưởng tới môi sinh. Và cái xã hội được như vậy đó thì cũng nhờ cái môi sinh là chính bản thân mình, tính chính cái chủ thể là mình. Như vậy có nghĩa là quay trở lại, định hướng trở lại, nhận thức lại về nhân cách đời sống, đạo đức theo lời Phật dạy, theo lời Kinh Phật dạy tức là Pháp, và theo lời Chư Tôn Đức dạy là Tăng, thì nương vào đó để mình sống tới suốt đời, thì gọi đó là quy y Tam Bảo, chứ không có cái gì lạ hết. Không có gì lạ hết, mà không phải ở đâu xa nữa, ngay ở nơi tấm lòng của quý cháu thôi, chứ không ở đâu hết. Và thêm một cái điều nữa, mà khi các cháu quy y rồi đó, thì trong nhà Phật đó có năm điều, tức là năm phương diện. Năm điều đó trong nhà Phật gọi là giới luật, giới cấm. Thì chúng ta nghe chữ giới luật, giới cấm này, chúng ta tưởng là nó ghê gớm lắm, đáng sợ lắm, chứ thực ra không có. Không có gì mà đáng sợ hết, không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là tấm lòng của chúng ta thôi, là tâm của mình á, là tư tưởng mình á. Mình đừng có suy nghĩ, mình đừng có nói và đừng có làm tránh cái điều đó ra, thì nó đạt được thôi. Đó là cái gì? Thứ nhất, không sát hại mọi sinh vật. Không sát hại mọi sinh vật. Các cháu biết rằng sinh vật là gì? Sinh vật là tất cả sự sống của muôn loài vạn vật, nó gọi là sinh vật. Con người cũng là một sinh vật, nhưng mà sinh vật có tư tưởng, có tâm. Còn những sinh vật khác, nó không có tư tưởng và tâm giống như mình,
nhưng mà nó cũng vẫn có cái ý thức mơ hồ, cái ý thức không sáng suốt, nó vẫn có chứ không phải là không có. Ví dụ như giờ con chó đó, nó cũng phải có cái ý thức, nó biết người thân người lạ, người lạ đi tới nó sủa, còn người thân nó mừng, nó ngoảy đuôi nó mừng. Đấy, nó cũng có ý thức chứ không phải là không có. Con mèo cũng vậy nữa, chúng ta nuôi dưỡng ở nhà rồi vuốt ve nó, rồi nó gặp mình nó làm sao, nó nhảy lại gần mình rồi nó cũng kêu ngoao ngoao, rồi vậy nó ngoắc ngoắc cái đuôi với mình. Đấy, nó cũng vẫn có cái ý thức chứ không phải không có, nhưng mà nó không giống như con người, không tiến hóa cao giống như mình. Như vậy thì nói một cách đơn giản lại đó, tất cả mọi sinh vật, tức là có sự sống và sự chết. Những vật gì mà có sự sống, sự chết thì gọi đó là sinh vật, kể cả con người. Nhưng mà Phật dạy chúng ta không nên sát hại, không nên sát hại, tức là mình phải có lòng thương. Bất cứ một sinh vật nào mình cũng phải có lòng thương, mình không nỡ sát hại. Đó, các cháu thấy cái điều này khó không? Khó làm không? Mình phải có lòng thương với tất cả mọi sinh vật, không có lòng sát hại bất cứ sinh vật nào. Thấy khó không? Khó làm không? Nói thử đi. Một cháu nào nói thử coi. À, mình thương con chó, con mèo thì mình thương con kiến cũng như vậy, hai con khác cũng như vậy. Nhưng mà thương con rắn không được. Nhưng mà thương con rắn là bằng cách là mình thấy mình chạy, chứ đừng có đập nó, đừng có giết hại nó. Thấy nó mình chạy đi, tránh nó đi, chứ còn mình không nên sát hại. Thì tại sao trong nhà Phật á, có một cái điều mà dạy cho chúng ta. Thứ nhất, cái điều đó đầu tiên đó, phải biết thương yêu tất cả mọi sinh vật. Phải biết thương yêu tất cả mọi sinh vật, không có lòng, không có ý thức làm sát hại sinh vật đó, bất cứ một sinh vật nào. Phải có lòng thương yêu tất cả mọi sinh vật và không có ý sát hại bất cứ một sinh vật nào. Đó, Đức Phật dạy chúng ta cái điều đó đầu tiên, mà cái đó là căn bản đó, không thể thiếu cái này được. Chúng ta sống mà không thể thiếu cái yếu tố này được. Mình thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, không có ý sát hại bất cứ một sinh vật nào, dù sinh vật đó hại ta, mà ta chỉ cần né tránh chạy thôi, chứ đừng không nên là sát hại trở lại. Đó, Đức Phật dạy cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố đó nó làm cho chúng ta đó thật sự được an lạc. Bởi vì mình không có tâm hại người khác thì người khác cũng không có lòng hại mình. Mình thương yêu tất cả mọi người thì mọi người cũng sẽ thương yêu mình. Chỉ có như vậy thôi. Mà điều đó đó đâu có tốn tiền mua. Không có tốn tiền mua. Chỉ cần tâm mình, ý mình phát khởi, sinh ra cái ý niệm tốt như vậy thôi. Mình cố gắng mình thực hiện như vậy được đó, thì gọi là mình giữ gìn được giới thứ nhất Phật dạy. Và mình giữ được cái giới đó là mình trân trọng cái sinh mệnh, trân trọng cái sinh mệnh của chúng sinh khác. Mình không có lòng, không có nỡ mà mình giết hại. Dù đó là con kiến, mình cũng không có giết hại. Thứ hai, cái yếu tố thứ hai nữa, không gian tham trộm cướp. Không gian tham trộm cướp, phải ý thức cái điều này. Gian tham trộm cướp
có nghĩa là cái của người ta, cái vật gì đó của người khác sở hữu mà mình thấy mình thích rồi cái mình chôm chĩa, hay là mình tìm cách là mình trộm, không được thì mình cướp giật, đại khái vậy. Như thế là tạo nên một cái tác nhân không tốt, thì người ta mất cái đó, người ta sẽ oán hận mình, rồi thù oán gây đau khổ. Và chính cái đó, đó tạo cho mình một cái hưởng thụ mà không biết sản xuất, không biết tạo, mà chỉ giật của người ta để rồi mình sống cho thoải mái của chính mình, không tạo ra được cái sản phẩm cho chính mình, cái tư hữu cho chính mình. Thì đây chính là gian tham trộm cướp. Đây là một cái điều rất xấu, bất cứ xã hội nào người ta cũng không dung túng, và người ta cũng sẽ không dung tha. Đó là nói chung chung thôi đó. Có những cái trường hợp mà thấy ở trên YouTube ấy, có một số người ta tán tận lương tâm, người ta đi bắt chó, bắt chó ở nhà người khác nuôi đó, tìm cách bắt chó đem về bán cho người ta làm thịt, mà lỡ xui cái bị chủ nhà phát hiện mà la lên hàng xóm mà bắt được, họ đánh chết luôn đó. Họ đánh cái người mà ăn trộm đó, đó trộm chó đó, chết luôn đó. Thì từ đó mà các cháu mới nghĩ ra, phải nghĩ ra rằng cái gian tham trộm cướp này là một cái điều rất xấu, xã hội nào cũng không có dung túng. Mình đừng nên có cái tâm như vậy, đừng nên có ý như vậy, và giữ cho nó được tốt đẹp là không bao giờ mình chiếm đoạt cái tư hữu của người khác, của chúng sinh khác. Mà như vậy, mà chẳng những như vậy mà mình còn phải bỏ cái của mình ra để giúp đỡ người khác nữa. Thấy người ta khổ sở, mình bỏ tấm lòng ra, rồi bỏ cái của vật chất của mình ra để giúp đỡ người khác nữa, thì gọi đó là bố thí, giúp đỡ. Mà thường ta cũng gọi đó là từ thiện. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Cái người con Phật đó phải ý thức, thứ nhất không làm tổn hại bất cứ sinh mệnh nào, thứ hai không gian tham trộm cướp, để trân trọng cái quyền tư hữu và cái quyền sống của tất cả mọi sinh vật. Thứ ba, thứ ba đây là các cháu còn nhỏ, thầy chỉ nói đơn giản cái này. Khi các cháu lớn lên thì các cháu có cái mưu cầu sống hạnh phúc cho chính mình, và cái yêu cầu hạnh phúc đó nó phải phù hợp với chính mình. Đó, thì cái lối sống ở tuổi trẻ đó thì chỉ có một thân, khi trưởng thành rồi thì cần phải có một cái đời sống tha nhân vào trong cuộc sống của mình, thì mới đưa tới hạnh phúc yên vui. Thì cái điều đó ở ngoài xã hội cho như vậy là hạnh phúc, thì mình cũng nương, nhà Phật cũng nương vào đó gọi là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc ở xã hội đó là nó phải phù hợp. Nó phù hợp có nghĩa là sự quan hệ nam nữ nó ở chỗ phù hợp với nhau thôi. Còn nếu cái quan hệ bất chính thì đó là cái nhân cách không tốt, nhà Phật không tán thành cái chuyện đó. Đó, vì vậy mà cái yếu tố thứ ba thì cái vấn đề này là vấn đề mà tế nhị, các cháu lớn thì hiểu được cái điều này, và các cháu nhỏ thì chưa ý thức được cái điều này. Nhưng mà ở đây thầy nói chung chung thôi, thì cái quan hệ bất chính, tức là những cái việc mà phi pháp về nam nữ đó, thì cái điều này đạo đức, về mặt đạo đức cá nhân đó, thì không nên. Đó, tức là phải nên tránh để giữ gìn mình một đời sống tốt đẹp, cao thượng, với sự quan hệ của
đối tượng mà phù hợp. Nói như vậy thôi nha. Mà chẳng những như vậy đó, mà chúng ta giữ được cái sự trong sáng của cái yếu tố này đó, là các cháu đã làm cái gì? Làm một việc gọi là trân trọng bảo vệ hạnh phúc của người khác và của chính mình nữa. Mình không có quan hệ bất chính mà, thì đó chính là mình tôn trọng, bảo vệ chính mình, hạnh phúc của chính mình, và mình cũng trân trọng bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là cái yếu tố thứ ba, hay còn gọi là giới luật thứ ba. Và cái yếu tố thứ tư, yếu tố thứ tư đó là gì? Trong nhà Phật gọi là vọng ngữ. Ngữ là ngôn ngữ, lời nói. Lời nói, chữ vọng. À, vọng ngữ, đây nói theo cái thuật ngữ Hán Việt. Vọng ngữ tức là lời nói không chân thật. Chữ vọng nữa có nghĩa là không thật. Vậy vọng ngữ có nghĩa là lời nói không chân thật. Lời nói không chân thật gồm có bốn phạm trù. Thứ nhất, nói dối. Đó là lời nói không chân thật. Thứ hai, nói chia rẽ. Ta gọi là nói lưỡi đôi chiều, nói theo cái thuật ngữ Hán Việt đó. Tức là gây nói mà gây chia rẽ, xáo trộn, bất hòa. Thứ ba, nói lời hung ác. Hung ác tức là dữ dằn, hung tợn rồi đó. Nói lời nó không có văn hóa, không lịch sự, không văn hóa, không tế nhị. Và thứ tư, thứ tư tức là con người thường có cái tính chất gọi là tự cao, tự hào, tự đắc, tự tôn, tự đại. Đó chính là tự ngã của mình, con người mình. Thành ra cái này là cái không tốt. Cho nên cũng không có thực hiện cái này. Không nói lời phách lối. Đó là phách lối, ỷ lại đó. Gọi là ỷ lại đó. Như vậy thì cái yếu tố thứ tư Phật dạy người con Phật phải sống một nhân cách tốt bằng bằng cách ngôn ngữ của mình á, lời nói của mình á, phải chân thật. Đó. Phải chân thật. Rồi không gây chia rẽ, mâu thuẫn chia rẽ. Lời nói chân thật, không gây mâu thuẫn chia rẽ. Và cũng không có nói lời thiếu văn hóa, hung ác. Và cũng không có nói lời tự hào, tự đắc, tự đại, tự tôn, đưa tới tự giận. Đó là bốn cái phạm trù để tạo cho chúng ta có một cái nhân cách tốt về ngôn ngữ. Sống ở xã hội, chúng ta cần phải có ngôn ngữ tốt đẹp đối với mọi người. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là ông bà mình dạy đó. Và cái yếu tố thứ năm, yếu tố thứ năm là yếu tố cuối cùng của một người con Phật cần phải gìn giữ cho nó tốt đẹp. Đó là không uống rượu, không dùng những chất kích thích gây nghiện. À, yếu tố thứ năm đó, không uống rượu, không dùng những chất kích thích gây nghiện. Rượu cũng là một chất kích thích gây nghiện. Mà khi đã nghiện rồi thì chúng ta không ý thức được để tự chủ thân và ý thức của mình. Mình không tự chủ được. Rồi chính cái say xỉn đó hay là cái sự kích thích đó, nó làm cho chúng ta nghĩ sai quấy.
rồi chúng ta sẽ có lời nói sai quấy, và việc làm của chúng ta cũng sẽ có cái cử chỉ hành động sai quấy. Thì sai quấy nó đã đến rồi thì hệ lụy nó đi theo, tức là khổ đau nó sẽ đi theo, những cái không hài lòng nó cũng sẽ đi theo. Đó, vì vậy mà nếu chúng ta thực hiện cái điều này để tránh những cái điều mà vừa kể đó, thì chúng ta có uy tín, có uy tín đối với mọi người. Bởi vì mình luôn luôn ý thức tự chủ mà, mình sống tốt đẹp mà. Và cái yếu tố thứ tư vừa rồi mà chúng tôi kể đó là tạo cho mình có cái danh dự, mình không có nói sai. Mình không có nói sai. Luôn luôn lời nói của mình tốt đẹp thì lời nói mình có giá trị. Thành thử đó là danh dự, danh dự của chính mình. Do đó mà khi chúng ta quy y Tam Bảo, các cháu đã hiểu hồi nãy định nghĩa rồi nha. Định nghĩa quy y Tam Bảo là gì? Đó, rồi bây giờ tiến tới là thọ, tức là mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận năm điều cấm này, năm điều Phật dạy giáo dục này nè, để mình sống một đời sống có nhân cách tốt đẹp đối với tự thân, gia đình và xã hội. Mình có một cái nhân cách tốt, cái nhân cách tốt đó bằng năm yếu tố đó cộng lại đó. Thì như vậy, quy y Tam Bảo và tiếp nhận năm yếu tố chân lý Phật dạy để sống một đời sống có cái nhân cách tốt, gọi là nhân cách cao thượng đối với tự thân, và tốt đối với gia đình, và tốt đối với xã hội. Đó là một nhân cách của người con Phật. Vậy thì phải nói như thế này, tất cả các cháu có đầy đủ những yếu tố thuận lợi mà các cháu có thể quy y Tam Bảo được, và các cháu có thể tiếp nhận năm điều thực hiện này để tạo cái nhân cách tốt cho chính mình. Và cái tốt đó nó ảnh hưởng, nó cộng hưởng với xã hội, làm cho xã hội được tốt đẹp. Thì đó gọi là quy y Tam Bảo. Mình ý thức được cái điều tốt đẹp để làm tốt cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình. Đó là tốt ở cái điều kiện gọi là cân bằng hệ sinh thái. Có nghĩa là sự sống của mình và sự sống của xã hội nó tốt đẹp, hỗ tương lẫn nhau. Mình không gây xáo trộn trong xã hội, mà mình tạo ra cái điều tốt đẹp cho chính xã hội. Như vậy thì đối với một người con Phật, làm được những điều đó xứng đáng là một đệ tử của Đức Phật. Và suốt cuộc đời mình luôn luôn sống ở trong sự an lạc và do mình tạo ra, chứ không phải cái sự an lạc đó do trên trời rơi xuống hay do ở dưới đất mọc lên, không có. Mà ngay nơi ý thức của mình, nơi ý thức của mình ý thức, hiểu biết và mình phát triển rộng ra, làm lợi ích cho toàn xã hội. Như vậy thì nói một cách đơn giản lại là hồi nãy giờ cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi, hay là hơn gì đó, thì thầy trình bày thế nào là quy y Tam Bảo, rồi tại sao chúng ta cần phải quy y Tam Bảo, thì trong quy y nó có những cái điều kiện gì đó, các cháu chỉ cần phát nguyện và thực hành theo thôi, rồi xem như là lời khai thị, lời chia sẻ của thầy đến với các cháu đó. Đến đây thì cũng có thể nói là tạm đủ.
Bây giờ tới cái phần thứ hai, xong cái phần thứ hai là chúng ta kết thúc đó. Cái phần thứ hai là quy y Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ các cháu đảnh lễ Tam Bảo nha. Bây giờ sư ông sướng lễ rồi các cháu lại. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. Sư ông đọc trước rồi các giáo đọc theo sau nha. Nam mô Thập Phương. Nam mô Thập Phương. Pháp giới. Pháp giới. Thường trụ Tam Bảo. Thường trụ Tam Bảo. Tác đại chứng minh. Bây giờ con đọc tên tuổi các con ra nha. Đứa nào đọc theo đứa nấy nha. Con tên là. Con tên là. Kể từ vô thỉ. Kể từ vô thỉ. Cho đến ngày nay. Cho đến ngày nay. Lỡ tạo. Những điều tội lỗi. Nguyên do. Nguyên do. Bởi tham sân si. Bởi tham sân si. Tùng thân khẩu ý. Tùng thân khẩu ý. Mà sanh ra. Mà sanh ra. Tất cả hôm nay. Tất cả hôm nay. Con xin sám hối. Con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối. Nam mô cầu sám hối. Bồ Tát. Bồ Tát. Ma Ha Tát. Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Tác đại chứng minh. Lại một lại. Con từ vô thỉ. Con từ vô thỉ. Cho đến ngày nay. Cho đến ngày nay. Lỡ tạo. Lỡ tạo. Những điều tội lỗi. Những điều tội lỗi. Nguyên do. Nguyên do. Bởi tham sân si. Tùng thân khẩu ý. Tùng thân khẩu ý. Mà sanh ra. Mà sanh ra. Tất cả hôm nay. Tất cả hôm nay. Con xin sám hối. Con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối. Nam mô cầu sám hối. Bồ Tát. Bồ Tát. Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Tác đại chứng minh. Lại một lại. Con từ vô thỉ. Con từ vô thỉ. Cho đến ngày nay. Cho đến ngày nay. Lỡ tạo những điều tội lỗi. Lỡ. Nguyên do. Nguyên do.
bởi tham sân si, tùng thân khẩu ý, tùng thân khẩu ý mà sanh ra, mà sanh ra tất cả hôm nay, tất cả hôm nay con xin sám hối, con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối, nam mô cầu sám hối. Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Tát Đại Chứng Minh, Tát Đại Chứng Minh. Lại một lại. Rồi bây giờ các cháu ngồi, ngồi khỏi quỳ, quỳ đau đầu gối. Bây giờ là tới lễ quy y. Hồi nãy là sám hối. Bây giờ thầy nói rõ lại cái định nghĩa chữ sám hối. Sám hối không phải là chúng ta lại, mà là được. Không phải. Chữ sám hối có nghĩa là ăn năn chừa bỏ. Ăn năn chừa bỏ. Đấy. Những cái gì mà chúng ta làm đau khổ cho chính mình, khổ cho người khác, tội lỗi cho mình, cho người khác, ảnh hưởng tới người khác, đó, thì chúng ta ăn năn chừa bỏ. Đừng có làm, đừng có nói, đừng suy nghĩ, chừa bỏ. Đó gọi là ăn năn chừa bỏ. Mà chưa đủ nữa, rồi còn phải phát triển. Phát triển cái nhân tố tốt nơi chính mình. Phát triển cái gì? Lòng từ bi, lòng hỷ xả. Đó là lánh giữ, làm lành. Tức là chừa bỏ những cái điều tội lỗi và phát triển những cái điều tốt đẹp. Thì đó gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối có nghĩa vô lại, lại Phật gọi là sám hối. Cái đó sám hối chỉ là một phần nhỏ của cái chúng ta ý thức để kính Phật. Chứ không phải là sám hối mà hết cái tội lỗi. Muốn hết cái tội lỗi sám hối là phải ăn năn chừa bỏ và phát triển cái điều tốt đẹp. Thì đó mới gọi là chân thật sám hối. Các cháu nhớ kỹ cái điều này nha. Định nghĩa lại rõ ràng rồi đó. Chứ không phải chúng ta đọc rồi chúng ta lại cái gọi là sám hối là hết tội đâu. Mà muốn hết tội là phải ăn năn chừa bỏ và phát triển cái điều lành thì mới gọi là sám hối. Còn bây giờ tới cái phần gọi là quy y. Bây giờ các cháu đọc theo nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Quy y Phật, chắp tay lại. Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Quy y Phật. Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Quy y Phật. Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Nam mô Thập Phương Pháp Giới. Nam mô Thập Phương Pháp Giới. Thường trụ Tam Bảo. Thường trụ Tam Bảo. Tát Đại Chứng Minh. Lại một lại. Rồi quý con gọc theo nha. Đệ tử quy y Phật rồi. Đệ tử quy y Phật rồi. Nguyện từ nay đến suốt đời. Nguyện từ nay đến suốt đời.
giữ gìn tâm ý thanh tịnh, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, để khỏi đọa vào địa ngục, để khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử quy y pháp rồi, đệ tử quy y pháp rồi, nguyện từ nay đến suốt đời, nguyện từ nay đến suốt đời, lánh giữ làm lành, lánh giữ làm lành, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, để khỏi đọa vào ngạ quỷ, để khỏi đọa vào ngạ quỷ. Để đệ tử quy y tăng rồi, đệ tử quy y tăng rồi, nguyện từ nay đến suốt đời, nguyện từ nay đến suốt đời, lánh giữ làm lành, lánh giữ làm lành, tu tâm dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, tu học theo chánh pháp, tu học theo chánh pháp, là bổn phận của người Phật tử, là bổn phận của người Phật tử. Tại gia, tại gia, con xin vâng giữ, con xin vâng giữ, để khỏi đọa vào bàn sanh, để khỏi đọa vào bàn sanh. Nam mô thập phương pháp giới, nam mô thập phương pháp giới, thường trụ tam bảo, thường trụ tam bảo, tác đại chứng minh, tác đại chứng minh. Lại một lại. Bây giờ là năm yếu tố mà hồi nãy thầy nói đó, các con suy nghĩ. Thầy đọc lên rồi con đọc theo. Nếu mà cái điều kiện nào mà con giữ gìn được thì con đáp mô Phật, còn không giữ được thì các con làm thinh. Năm cái điều kiện hồi nãy thầy nói đó, bây giờ thầy đọc nha. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc Nam theo. Nam mô Bổn Sư tác đại chứng minh, tác đại chứng minh, con nguyện từ nay đến suốt đời, con nguyện từ nay đến suốt đời, không sát sanh, không sát sanh. Rồi lại một lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện từ nay đến suốt đời, con nguyện từ nay đến suốt đời, không gian tham trộm cướp, không gian tham trộm cướp. Rồi lại một lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư con nguyện từ nay đến suốt đời, con nguyện từ nay đến suốt đời, không quan hệ bất chính nam nữ, không quan hệ bất chính nam nữ. Lại một lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con nguyện từ nay đến suốt đời, con nguyện từ nay đến suốt đời, không nói dối, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời hung ác, không nói lời ỷ lại, không nói lời ỷ lại. Lại một lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Không uống rượu. Không uống rượu. Không dùng những chất kích thích gây nghiện. Không dùng những chất kích thích gây nghiện. Làm mất ý thức tự chủ. Làm mất ý thức tự chủ. Lại một lại. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Con nguyện từ nay đến suốt đời. Tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh. Lánh giữ làm lành. Lánh giữ làm lành. Giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Nguyện tu học theo chánh pháp. Nguyện tu học theo chánh pháp. Làm một Phật tử tại gia chân chính. Làm một Phật tử tại gia chân chính. Nam mô Việt Nam lịch đại tổ sư. Bồ Tát. Bồ Tát. Tát Đại Chứng Minh. Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Việt Nam lịch đại tổ sư. Nam mô Việt Nam lịch đại tổ sư. Bồ Tát. Bồ Tát. Tát Đại Chứng Minh. Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Việt Nam. Lịch đại tổ sư. Lịch đại tổ sư. Bồ Tát. Bồ Tát. Tát Đại Chứng Minh. Tát Đại Chứng Minh. Lại một lại. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. 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 Ma Ha Tát. Ma Ha Tát. Đại Chứng Minh. Tát Đại Chứng Minh. Các con lại ba lại là xong.